Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải dừng ngay việc cấp phép nạo vét, duy tu luồng đường thủy nội địa có tận thu, xây dựng văn bản quy định về quản lý cát sỏi, lòng sông và giao địa phương thực hiện cấp phép khai thác. Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải dừng ngay việc cấp phép nạo vét, duy tu luồng đường thủy nội địa có tận thu, chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng văn bản quy định về quản lý cát sỏi lòng sông, bảo đảm thống nhất trong lập, phê duyệt quy hoạch và giao địa phương thực hiện cấp phép khai thác, trình Thủ tướng trong tháng 4 năm 2017. Quyết nghị được đưa ra trên cơ sở kiến nghị của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp